tìm lại cân bằng và sức khỏe trong ngôi nhà xanh. Mỗi buổi sáng tại những công viên lớn như công viên Quy Nhơn, quảng trường Quy Nhơn thì rất dễ nhìn thấy hàng trăm người cao tuổi tập thể dục, dạo bộ, tập dưỡng sinh, hàn huyên bạn đồng niên. Hầu hết người cao tuổi tại các thành phố lớn đều mong muốn có được không gian công cộng rộng lớn gần nơi ở để sinh hoạt ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên với cây xanh và không khí mát lành. Thế nhưng, trong các căn nhà phố hầu như người già chỉ có thể bó gối, ngồi nhà hoặc quanh quẩn trong con hẻm nhỏ hẹp, muốn trò chuyện với hàng xóm cũng khó khăn do các ngôi nhà đều kín cổng cao tường. Chính vì thế, sức khỏe tinh thần và thể chất của người cao tuổi rất nhanh bị giảm sút. Hiểu rõ điều này, chủ đầu tư xây dựng ngay chung cư Eco Life Riverside đạt chuẩn xanh quốc tế S đầu tiên tại Quy Nhơn, Bình Định. Tại đây, mỗi sớm mai người cao tuổi chỉ cần xuống đến công viên trung tâm tập dưỡng sinh, yoga hoặc thảnh thơi dạo bộ tại quảng trường Quy Nhơn hay chạy bộ dọc theo bãi biển Quy Nhơn trải dài cả hàng km. Hàng xóm láng giềng dễ dàng kết nối tình cảm tại các khu vực sinh hoạt cộng đồng. Người cao tuổi sẽ không còn cảm thấy buồn chán hay cô đơn khi ở nhà một mình. Căn hộ chung cư Eco Life hiện đại với nhiều tiện ích trong mơ như hồ bơi ngoài trời siêu rộng, trường học tiêu chuẩn quốc tế, gym, hồ bơi, nhà hàng, thư viện, trung tâm Eco Family Center giải trí cho cả gia đình, vườn thiền cùng 3.000 mét cây xanh cảnh quan, bãi đỗ xe thông minh thông báo chỗ đậu tự động, pin năng lượng mặt trời tiết kiệm 30% chi phí sinh hoạt, hệ thống lọc nước OF công nghệ Nhật, hệ thống xử lý nước thải công nghệ châu Âu, an ninh 5 lớp, hệ thống nhận diện gương mặt, phòng cháy chữa cháy thông minh. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ em Phát, số điện thoại 0969148525.